Tiếc là để thua cặp đôi Lê Minh Tú và Lương Tuấn Huy của đội Super Trà Hà Nội. Hôm trước Tuấn Anh bắt đầu. Hôm trước thì thằng Tú. Tuấn Anh nhì. Tuấn Anh nhì. Tú Huy nhất. Vẫn còn. Hay quá. Rất hay. Vẫn còn. Rất hay. Rất ngô. Trời rất của anh. Wow. Đấu quyết định bắt đầu. Trận đấu quyết định ai sẽ giành 50 triệu. Đấu bắt đầu. Đấu rất mạnh. Trận quyết tâm. Đúng không ạ? Hai đội rất là quyết tâm. Đẩy những điểm xuống đầu. Hai đen hòa lỗ hỏi ông hơi nhiều ấy. 50 triệu của ngoài. Oh my god. 3-0. Rất hay. Tiếc là để thua cặp đôi Lê Minh Tú và Lương Tuấn Huy của đội Super Trà Hà Nội. Hôm trước Tuấn Anh bắt đầu. Hôm trước thì thằng Tú. Tuấn Anh nhì. Tuấn Anh nhì. Tú Huy nhất. Vẫn còn. Hay quá. Rất hay. Vẫn còn. Rất hay. Rất ngô. Trời rất của anh. Wow. Không thể quay chậm được bạn ơi. Đây đang là phát trực tiếp nên không thể quay chậm lại được. 6-0. Cố lên nào. Triệu Hoàng Anh. Bứt phá lên đi. Ngoài đấy. Con. Không vùng. Tất hay. Lên lưới. Vẫn còn. 1-6. 1-6. Sức khỏe để làm gì? Mẹ chị em. Nhưng phát đập cầu rất cắm. Tuy nhiên thì Hoàng Anh vẫn thủ được. Cực kỳ dai dẳng. Cầu ngoài sân rồi. Châu quá. Đúng rồi anh Dương này, chào Dương. Bên bì quá. Giao cầu tốt. 8-1. 8-1. 8-1 rồi, cách biệt đang rất lớn. 8-1 em ơi. Tuy nhiên thì cặp đôi Hoàng Anh và Triệu cũng là một cặp đôi rất là đáng coi. Không thể khinh thường được. Họ có thể bứt phá đến bất cứ lúc nào. Phá đập 9-2. 3-9. Lại là một pha đập cầu trượt. 4-9. Đến set đầu thứ 3 rồi. Rất là muộn rồi mà vẫn có những pha đập cầu như vậy. Tôi không hiểu là họ là cái gì nữa. Cầu trong sân. Tiếp tục vào, trở lại với trận đấu. 61. Lỏng tay rồi. Cái này chưa?
này rồi. Cầu ngoài. Vẫn còn. Cố lên nào. Xin giới thiệu đến mọi người, đây chính là chiếc cúp dành cho các đôi đạt giải tại giải đấu lần này. Rất đẹp ạ. Rất đẹp luôn. Đúng rồi, đang thiếu C3. Rồi, mình quay trở lại trận đấu rồi. Xong rồi chị ơi, chị hồi xong rồi, xong xong. Tất 17-8 rồi, khoảng cách đã là 9 điểm rồi. Rất khó cho Triệu và Hoàng Anh. Cầu ngoài sân cho đôi Thiều và Tuấn Anh. Vẫn vèo trái quá khỏe đi. Tốt. Dạ man. Dạ man thật. Đạt giải thưởng 50 triệu của nhà tài trợ. Vẫn còn. Ở giải trước anh đã giành được giải nhì. Và giải đấu lần này đó là giành được giải nhất. Chiến thắng dành cho Bắc Ninh, 50 triệu dành cho cặp đôi của Bắc Ninh.